Liên tiếp các thương vụ mua bán sáp nhập quy mô lớn được công bố trên thị trường bán lẻ. Tập đoàn Thaco mua lại mảng kinh doanh tại Việt Nam của ông lớn bán lẻ Hàn Quốc E-Mart. Các công ty bán lẻ tiêu dùng thuộc tập đoàn Masan cũng liên tục huy động hàng tỷ đô la Mỹ từ tập đoàn Alibaba từ Trung Quốc và SK của Hàn Quốc. Thưa quý vị, khoảng một tuần trở lại đây, các thương vụ M&A, tức là mua bán sáp nhập diễn ra dồn dập trên thị trường bán lẻ. Giá trị mỗi thương vụ từ mức hàng chục triệu đô la cho đến gần nửa tỷ đô la. Cái tên nổi bật nhất chính là tập đoàn Masan, khi mới hôm qua, công ty thành viên của tập đoàn này công bố mua lại 20% cổ phần chủ quản của chuỗi cà phê Trà Phúc Long với trị giá 15 triệu đô la Mỹ. Còn vài ngày trước đó thì CrowdX, pháp nhân liên quan đến tập đoàn này và sở hữu chuỗi siêu thị Vinmart cũng nhận khoản đầu tư 400 triệu đô la Mỹ từ nhóm các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba, cộng với khoản đầu tư hơn 410 triệu đô la mà còn công ty con Vincommerce đã huy động được từ tập đoàn SK Hàn Quốc. Có thể thấy, lượng vốn mà Masan huy động đã xấp xỉ cả tỷ đô la Mỹ. Một tập đoàn trong nước khác là Thaco cũng đang có thương vụ về bán lẻ thu hút sự chú ý là đã thỏa thuận mua lại 100% vốn mảng kinh doanh tại Việt Nam của nhà bán lẻ ngành Hàn Quốc E-Mart. Là nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi tin rằng thị trường Việt Nam có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng, được hỗ trợ bởi các xu hướng kinh tế vĩ mô thuận lợi và đặc biệt là lợi thế dân số trẻ. Chúng tôi ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, giàu tiềm năng trong lĩnh vực kỹ thuật số, đặc biệt là thương mại điện tử và phân tích dữ liệu. Những thương vụ đình đám xảy ra cùng lúc đang báo hiệu những chuyển động mới trên thị trường bán lẻ. Chúng tôi sẽ kết nối với nhà báo Trinh Vũ, phóng viên thường xuyên theo dõi mảng bán lẻ, thương mại điện tử để có những phân tích chi tiết. Và anh Trinh Vũ, nhiều thương vụ với nhiều con số ấn tượng, những chuyển động này đang cho thấy điều gì từ thị trường vậy ạ? Các thương vụ mới tôi nghĩ là những minh chứng mới nhất cho thấy doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh khá là sòng phẳng với đối thủ ngoại trên thị trường bán lẻ. Nhà bán lẻ từ Hàn là E-Mart sau 6 năm trời vẫn không thể mở thêm điểm bán mới tại Việt Nam, thì với thương vụ bán lại cho Thaco có thể nói là đã chịu lùi lại một bước. Thay vì tự làm thì đặt niềm tin vào năng lực phát triển thị trường của một doanh nghiệp Việt. Các tập đoàn tài chính sừng sỏ cũng tất nhiên là không đầu tư vào hệ sinh thái Vinmart của Masan nếu doanh nghiệp này làm không tốt. Từ tình trạng đang lỗ đến 100 triệu đô la Mỹ khi mà Masan tiếp quản từ Vingroup, năm 2020, chuỗi Vinmart đã cải thiện doanh thu gần 15% và lần đầu có lãi trong năm 2020. Việc chủ này tìm được công thức sinh lời cũng được nhận định là lý do quan trọng giúp thuyết phục nhà đầu tư. Vụ Masan mua lại một phần chuỗi cà phê Phúc Long thì sao ạ? Trong bối cảnh là không phải cửa hàng Vinmart nào cũng đang có lãi, thì việc lấn sân bán thêm trà sữa thì có là quá ôm đồm hay không? Thương vụ Vinmart và Phúc Long là để hai bên triển khai mô hình kiosk, tức là những cái quầy bán trà cà phê nhỏ trên mạng lưới hơn 2.200 điểm bán sẵn có của Vinmart. Hiệu quả đến đâu thì chưa thể khẳng định. Nhưng mà cách làm này thì đang đi theo đúng cái xu hướng gọi là cửa hàng trong cửa hàng, shop in shop, tận dụng triệt để diện tích mặt bằng để mà có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Trong thỏa thuận hợp tác với Alibaba, thì các cửa hàng Vinmart thời gian tới cũng có thể được dùng để mà người dân giao hàng hay là nhận hàng đã đặt trực tuyến. Nhà bán lẻ Việt thì xu hướng chung là đang dùng nhiều cách để có thể sinh lời tốt hơn và bắt tay hợp tác là một giải pháp quan trọng. Một nhà bán lẻ lớn khác là Sài Gòn Coop mới đây cũng đã thành lập ra một cái liên minh hợp tác chưa từng có tiền lệ với một công ty tài chính nhà nước và một cơ quan về báo chí thương hiệu để tạo thế kiên ba chân, tức là vừa hỗ trợ vốn, vừa hỗ trợ đầu ra và thương hiệu cho các doanh nghiệp sản xuất nội để có thể gia tăng sức cạnh tranh trước sức nóng từ đối thủ ngoài. Xin cảm ơn anh. Thực tế là trên thị trường bán lẻ hiện đại hiện nay, nhóm doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm thị phần ít hơn doanh nghiệp nội. Theo công ty nghiên cứu Kantar World Panel, thì hai cái tên ngoại lớn nhất là Top Markets và Lotte Mart lần lượt chiếm 3,8% và 1% thị phần. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nội như là Co-op Mart chiếm 5,4% thị phần, Vinmart chiếm 1,7%, Bách Hóa Xanh chiếm 1,4%. Dù vậy, với những thương vụ M&A tỷ đô gần đây, giới chuyên gia cho rằng khả năng doanh nghiệp ngoại đi tắt đón đầu để lật ngược thế cờ là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khuôn khổ thương vụ, nhóm nhà đầu tư gồm tập đoàn Alibaba mua 5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành của The CrowdX.
5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành của The Crown X. Công ty con của Masan này sẽ hợp tác với nền tảng thương mại điện tử sẵn có của Alibaba tại Việt Nam là Lazada để tăng tốc phát triển thị trường bán lẻ tích hợp từ trực tuyến đến trực tiếp, còn gọi là Online to Offline, O2O. Kỳ vọng giúp nhà bán lẻ Việt nâng tỷ trọng kênh bán trực tuyến lên 5%. Giới quan sát cho rằng, kênh thương mại điện tử cũng sẽ là điểm dễ tổn thương của doanh nghiệp bán lẻ trong nước, là mục tiêu để khối ngoại mua bán sáp nhập để nâng thị phần. Mình nghĩ là cái rủi ro mà các cái chuỗi thương mại điện tử lớn ở nước ngoài họ thâu tóm các cái chuỗi thương mại điện tử trong nước thì là có. Bởi vì là như mình nói, thì các trang thương mại điện tử họ mở rộng cũng khá là nhanh, họ mở rộng cái độ phủ họ khá là nhanh. Tuy nhiên họ lại không có cái điểm gọi là chưa tìm được mức sinh lời, họ vẫn đang liên tục đốt vốn, nên là sớm hay muộn thì các cái chuỗi nhỏ họ sẽ phải bán mình hoặc là dừng giải thể. Trong tương lai thì cái cạnh tranh lớn nhất vẫn sẽ tập trung vào chuyện là cung cấp trải nghiệm cho khách hàng thông qua đa dạng hóa sản phẩm cũng như là các dịch vụ giao hàng online. Đối với khách hàng bên nào làm tốt hơn thì bên đó sẽ chiếm được nhiều thị phần và sẽ đạt được điểm hòa vốn tốt hơn. Một số chuyên gia thì cho rằng với một thị trường hấp dẫn nhà đầu tư ngoại như bán lẻ thì sự sôi động của các thương vụ mua bán sáp nhập là tất yếu. Sự song hành của doanh nghiệp ngoại đôi khi lại còn là cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. Nếu như ngày xưa đó, giá trị cộng hưởng được xem là đích đến của các bên tham gia M&A, thì giờ đây thì tất cả các bên tham gia sẽ cùng nhau kiến tạo với giá trị cộng hưởng này. Đây lại là vấn đề được quan tâm mới. Và chính vì vậy đó, thì cái vấn đề của chúng ta không phải là trả lời cho câu chuyện là nuốt chửng hay là thâu tóm, mà vấn đề bây giờ là bắt tay mới là xu hướng mới trong cái hoạt động M&A trong thời gian tới. Khi các ông lớn nước ngoài mới tham gia, thì đã từng có lo ngại thị trường bán lẻ hiện đại có thể bị khối ngoại lấn át. Thế nhưng trong 5 năm qua, lại xuất hiện nhiều thương vụ nhà bán lẻ Việt mua lại chính các chủ nước ngoài, như Vinmart mua lại PVMart hay Sài Gòn Coop mua lại Auchan. Trật tự mới trên thị trường bán lẻ hiện đại sẽ ra sao? Doanh nghiệp nội hay là doanh nghiệp ngoại sẽ dẫn dắt cuộc chơi? Có lẽ vẫn còn quá sớm để trả lời ngay. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là những doanh nghiệp muốn đứng được vị trí đầu, muốn vượt lên đối thủ trong trật tự mới này sẽ phải là doanh nghiệp nhanh nhạy, sáng tạo nhất trong việc sử dụng các công cụ cạnh tranh mới như là thương mại điện tử hay là O2O, Online to Offline.